Đây, em tiếp tục giao bò cho khách anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu mà xài bò số lượng lớn hay là chăn nuôi nhỏ lẻ cứ alo trực tiếp giùm em ha. Ở đây em thì lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi. Anh chị gần xa mà có nhu cầu mà xài bò số lượng lớn hay là chăn nuôi nhỏ lẻ cứ alo bên em. Em đang có chiếc xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng nè, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận em đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị bắt nhiều là em miễn phí xếp anh chị ha. Tại vì lúc này em ghép được nhưng bắt được hơi nhiều anh chị, cho nên em không lấy tiền phí xe anh chị. Anh chị bắt cứ alo giùm em nhé. Đây, bữa nay là phun trứng chuồng luôn chơi. Em ăn nới cái phần chuồng ra cho nó rộng ra để cho anh chị gửi bò ha. Đây, rất là rộng ha anh chị. Đây, rất là rộng ha. Rất là rộng ha. Đó, anh chị nào có nhu cầu bò số lượng lớn hay là chăn nuôi nhỏ lẻ cứ alo trực tiếp bên em ha. Anh chị nào có nhu cầu mà mua nuôi trang trại hay muốn hợp tác bên trại bò Thành Trung giúp em á thì cứ alo trực tiếp bên số điện thoại em là 0977922285 anh chị. Số Zalo của em là 0772816004. Hai số đó đều có Zalo hết anh chị. Đây, em tiếp tục mã số 1 anh chị, ba con em số 3 con, 1 2 con AB, 1 2 con K, 1 con kem anh chị, mã số 1. Con đầu tiên con 3B ha. Em số 3 con này giá tại chuồng của em là 28 triệu cho ba con. Bò này tầm khoảng 9 mấy phân, hai con sao tầm mét bò anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, bò hàng pin lực không anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ alo nhắc máy bên liên hệ trực tiếp bên em ha. 28 triệu anh chị. Ba con 28 triệu. Ba con 28 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1, nhắc máy alo trực tiếp giùm em. Pin lực không ha. Bò này luồn tháng nó tầm khoảng 5 tháng mấy trở lên anh chị. 5 tháng rưỡi tới 6 tháng. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo mình nha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận là đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt những mẫu bò gì cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em để em ghép xe đi ha. Đây, ba con này giá tại chuồng của em là 28 triệu cho ba con. Hai con AB, một con kem. Cô chú anh chị thích cái mẫu bò gì cứ nhắc máy alo em để em ghép xe đi ha anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gắn rất là ok bò. Đây, hàng rất là tốt ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em. Đây, nói chung là bò này là không chỗ nào để chê được luôn anh chị ơi. Đó, mông đít thè lè không. Con này rất là dữ bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ alo giùm em ha. 28 triệu cho ba con. Anh chị bắt lẻ thì con kem này nó nặng tiền hơn ha anh chị. Lưng quay là thè lè. Đây, 28 triệu cho ba con. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo giùm em để em ghép xe đi ha anh chị. 28 hai con AB, một con kem. Bữa nay cũng cảm ơn chị rất là nhiều tin tưởng trại nha. Trong thời gian qua cũng nhiều anh chị kia bắt bò đực để bán thì cho nên bò đực em về lượng bò cũng đông lắm anh chị. Không phải là em không có bò đực anh chị, tại vì bò đực á về cái em bán cho lái anh chị, người ta không có cho quay lên cho nên là em không ít có đăng video mà bò đực được nhiều lắm. Bữa nay em bắt được một lô bò đực ở tầm khoảng 9-10 con để em báo giá cho anh chị ha. Anh chị nào thích cứ alo nhắc máy giùm em ha. 28 triệu cho ba con, hai con AB, một con kem ha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Đây, em tiếp tục cặp kem độ anh chị, mã số 3 anh chị. Anh chị nào có điều kiện mà bắt lớn tiện tí anh chị quan tâm bò này, cặp bò này anh chị. Bò này luôn tầm khoảng 7 tháng anh chị. Cái con đầu tiên đo giữa lưng là tầm 1 mét trở lên anh chị. Con sau là trên mét bò ha. Bò này luôn tầm 7 tháng bò anh chị. Bò này kem F2 anh chị. Con bò này cực kỳ đẹp anh chị. Cái con đầu tiên này nó pin như là cái con heo sao vậy anh chị. Đây, cực kỳ luôn anh chị ơi. Cặp bò này hiện tại em đang bán với tại chuồng em là 29 triệu anh chị. 29 triệu. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, em quay cái độ pin lực cho anh chị xem nè anh chị. Đó, mông đít nè. Cái giá bò bên chạy em đưa ra anh thiệt, thực sự anh chị là lời rất là mèo ha. Anh chị đi bắt phải phụ phí giùm em ha anh chị. Đây. Đó, bò của em là pin lực giá tầm trung ha. Lưng quay anh chị xem nè, một rang tay con. Cái con này có rang tay luôn anh chị ơi. Đó, dòng 2 ha anh chị. Xương sóc đứt rất là thẳng. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 29 triệu cho mã số 3. 29 triệu cho hai con mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo nha anh chị. Ở ngoài á là nó bóng lắm anh chị. Bò này cực kỳ bóng luôn anh chị ơi. Em chỉnh chế độ nó sáng lên để cho anh chị nhìn nó rõ đó anh chị. Đó, cái bào đó anh chị. Đây, rất là rõ ha. Rất là đẹp bò. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo tiếp cho em anh chị. Đây, rất là pin ha. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo giùm em. Giá tại chuồng em là 29 triệu.
29 triệu một đôi anh chị. Còn anh chị bắt lẻ là cái con đầu tiên nó cao hơn con sau anh chị. Nhưng mà em xô này em phải một cặp ha. Còn anh chị bắt lẻ thì cái con trước là mắc tiền hơn con sau anh chị. Đây, em cho anh chị xem cái độ pin cái lưng nó nè anh chị. Một cái tay cái đầu nó nè anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Giá tại chuồng em là 29 triệu. Một cặp kem F2. Đây, đó. Anh chị thấy không? Cực kỳ độ luôn. Đó. Quá trời cặp bò luôn anh chị ơi. Anh chị có điều kiện nuôi dỗ cái bò này là không có đường nào thẳng anh chị. Em bán giá tầm trung ha. Đây, anh chị xem nè anh chị, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đó. Quá trời VIP cặp bò này anh chị. Em lại gần cho anh chị xem ha. Chỉ 29 triệu một cặp ha anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Xương sóc đứng rất là thẳng anh chị. Lưng quay hở cả gan tay anh chị. Đó, anh chị xem nè. Bò này anh chị bắt về em ai thời điểm này mà anh chị ai nói kia bắt cứ liên hệ giùm em. Em bán giá này rất là hữu nghị luôn ha anh chị. Đấy, anh chị nhớ xem theo dõi cái kênh chạy bò Thành Trung với chạy bò Tà Vinh anh chị. Nghe tiếng em nhớ anh chị nhớ đăng ký kênh giùm ủng hộ bên trại em anh chị. Đó. Anh chị thấy hết hồn không? Em lại gần cho anh chị xem á. Cực kỳ luôn ha anh chị. Bò này rất là độ luôn. Giá tại chuồng của em là 29 triệu cho một cặp bò kem F2 anh chị. Bò này luồn tháng từ 7 tháng rưỡi anh chị. 7 tháng 7 tháng rưỡi. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo giùm anh chị. Mã số 3 nha anh chị. Giá tại chuồng của em là 29 triệu cho hai con được kem độ anh chị. Bò này nói chung là không có chỗ nào chê anh chị. Tại vì mình cọt con bò đứng không thẳng gắn anh chị, bò này đứng rất là thẳng nha. Xương sóc là nói chung là không có chỗ nào để chê được, móng sò xương sóc đứng thẳng. Bò em là bao tật lỗi không thòng ruột không muốn nhớt anh chị. Anh chị về thấy thòng ruột muốn nhớt cứ trả lời bình thường anh chị trước khi em giao bò anh chị. Đây. Rất là độ, 29 triệu. Bò này em review rất là kỹ để cho anh chị xem ha. Cái dàn xương anh chị. Dàn đít nè, dàn mông dàn lưng nè. Cực kỳ luôn. Không có chỗ nào luôn tiền nào mà để chê được cái cặp bò này anh chị. Anh chị nào nuôi bò đổ quan tâm cặp bò này giùm em ha. Bò này lên nói chung là thời điểm này bò này lên là bò bự lắm chị. Khó kiếm được cặp bò như vậy lắm anh chị. 29 triệu. Mẹ con mã số 4 anh chị. Mẹ cọp anh chị, con mẹ chiều cao là 1m3 bò, dính con cái kem là cực kỳ đẹp anh chị, gúng yếm lòng thòng ha. Anh chị nào có nhu cầu muốn nuôi sinh sản hay là để nái, cứ quan tâm bò này giùm em anh chị. Bò này là chủ cấy được tầm khoảng 1 tháng bò anh chị, cấy tinh lại 3B ha. Một tháng lẻ 3 ngày anh chị nhớ rồi em ha. Tại vì bắt về cái em tắm em bỏ vô cái máy giặt anh chị, cái miếng giấy nó bị gắt rồi anh chị. Đây. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 22 triệu 500 ngàn anh chị. 22 triệu 500 ngàn cho số mẹ con siêu cọp anh chị. Bò siêu cọp á. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp cho em nha. Mẹ này đẻ tầm khoảng 2 lứa bò anh chị. Anh chị xem trái sữa nó nè anh chị. Trời ơi hết hồn dàn sữa luôn anh chị ơi. Anh chị nào thích cái mẫu bò này mình nuôi sinh sản á, đầu tư bò này là em bao lỗ anh chị ha. Bò này nuôi là không có đường nào lỗ được anh chị ơi, nó rất là to anh chị. Khủng khiếp to luôn. Giá tại chuồng của em là 22 triệu 500 ngàn cho mẹ con mã số 4 anh chị. Cô chú thích cứ nhắc máy alo bên trại em để em ghép xe đi các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận. Em đang có chiếc xe về Bình Thuận anh chị. Anh chị nào có gần xa mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Em đang có chiếc xe về Bình Dương. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo giùm em. Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận ha. Anh chị bây là em bao phí anh chị ha. Anh chị khỏi tốn tiền xe anh chị. Em bán em bao xe ha. Đây. Tại vì em đi được cái chiếc xe mà nó bự á, em ghép đi rất là nhiều bò anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 22 triệu 500 ngàn cho mẹ con cọp anh chị. Con này là con siêu cọp anh chị ơi. Nó rất là to bò anh chị. Đây, cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mình xài những bộ bò gì cứ alo bên em anh chị. Dàn xương hết hồn cực kỳ to ha. Thì rất là to ha. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 4 cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 22 triệu 500 ngàn cho mẹ con ngá cái anh chị. Bò này ngá đực là tầm rất là nhiều tiền luôn anh chị ơi. Bò đẻ con cực kỳ tốt luôn. Anh chị nuôi con nái con nái rồi con vẫn để nái nền được anh chị. Rất là to bò. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 4 cứ alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 22 triệu 500 ngàn cho mẹ con số 4. Đây, 22 triệu 500 ngàn cho mẹ con anh chị. Anh chị thấy nó bóng như là tha mỡ anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo em ha. Xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 4 cứ alo em ha. Bò này sừng có sừng cui anh chị. Nó có lú sừng anh chị. Đây, lú hai bên anh chị. Bò này xé mặt xé lưng đều chính luôn anh chị ơi. Móng nè. Đó, xương móng tà bá lửa luôn anh chị. Con bò này rất là to anh chị. Chủ nuôi nó không được mập mấy nhưng mà đẻ con là cực kỳ tốt anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mẹ cọp ha, mẹ siêu cọp. Chính con nghe được, nghe cái chứ. Cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Anh chị thấy cái dàn gúng đó nè anh chị. Em quay xuống anh chị xem nè. Dàn gúng nè, trái sữa là rất là tốt luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số
Su 4 cứ alo giùm em hết chị. 22.500.000 cho mẹ con mã số 4. 22.500.000 cho mẹ con mã số 4 anh chị. Đây cực kỳ to luôn. Đó. Rất là to ha chị. Đó chị thấy không? Hết hồn anh chị. Con này là kêu bằng cọp rằng anh chị. Con này kêu bằng siêu cọp á. Anh chị nào có gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Giá tại chuồng của em là 22.500.000 cho mẹ con mã số 4. Anh chị thấy con nó bóng như là tha mở luôn anh chị. Em thấy đứng từ xa nó bóng như vậy chị. Con bò này gieo được 1 tháng lẻ 3 ngày rồi anh chị. 1 tháng lẻ 3 ngày. Cái tin là 3B anh chị. Anh chị thích cứ alo trực tiếp giùm em. Tục mẹ con mã số 5 anh chị. Anh chị thấy con là cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Mẹ kia mẹ Pháp nha, dính con nghe Pháp cái anh chị. Con mẹ này chiều cao đo dưới lưng là chiều cao là trên 1m2 anh chị. Trên 1m2 yếu 1m3 ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em mã số 5. Con bò này nó đẻ tầm khoảng 1 lứa hoặc 2 lứa mới đầu về anh chị chứ không hơn anh chị. Con mẹ là cực kỳ mập luôn, còn khá là mập bò anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Cặp bò này hiện tại bán tại chuồng em là 21 triệu anh chị. 21 triệu cho mẹ con ha. Bò này rất là to bò anh chị thấy không? Dàn xương khung xương rất là lớn bò anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 24 triệu. 24 triệu cho mẹ con ngát cái anh chị, rất là to pin lực anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm em. Đây. Dàn đít dàn lưng là dai rất là mỏng anh chị. Em lên bò làm luồng tầm nó khoảng 3 ngày hoặc 2 ngày em lên một lần anh chị. Anh chị nhớ xem kênh lúc thời điểm em phát là tầm khoảng 6:20 anh chị, buổi chiều anh chị. Đây, anh chị thấy đừng đít là thề lè cái sữa này anh chị. Con bò này hiện tại là nó đang lên giống luôn anh chị. Bò này là chung mã số 4 anh chị. Đây, anh chị thấy cái dàn sữa dàn đít đó là anh chị. Con này đang lên giống luôn ha. Em bắt chung một chủ luôn anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 21 triệu anh chị. Cho mẹ con nghe cái. Anh chị thích con nái thì cứ alo giùm em nha. Con được cái bò này để lại em bán thịt cũng được anh chị. Bán bê thui. Nó chỗ mà cái lưng cái chỗ đó nó trầy trầy anh chị. Em xuống xe nó chặt quá, nó dãy nó bị trầy ha. Bị bập cho đó anh chị. Giá tại chuồng em là 21 triệu anh chị. Bò rất là to anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ alo bên em ha. Đó, rất là bự bò. Đó, em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu mình muốn nuôi để nái sau này mình sinh sản á, đầu tư những bộ mẹ con to khỏe về anh chị. Tùy theo mỗi cái con bò em mỗi bán anh chị. Đồng tiền nó em phân ra thì nói chung là cái giá thịt với giá bê nó cũng ngang ngang nhau anh chị. Nó đang bú luôn anh chị thấy không? Nó đang bú cho sữa của mẹ luôn anh chị, hết hồn luôn anh chị. Bò này nói chung là chủ nuôi không có điều kiện để nuôi nữa anh chị, chứ bò này bò tốt không anh chị. Bây giờ ta bán ra không anh chị ơi. Nó cho nên anh chị nào có đầu tư mình muốn nuôi sinh sản trở lại á, cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em. Đó, rất là đẹp bò anh chị. Em kéo là mình lên sáng lên cho anh chị dễ coi ha. Đó. Ở ngoài nó đậm hơn ở trong hình một tí anh chị. Tại vì em kéo cái màn hình lên cho anh chị xem cho nó rõ đó anh chị. Trái sữa là chà bá lửa luôn. Con anh chị mong đít đó nè. Như cái con bò đực F2 anh chị. Bò đực sao lại gan vậy. Mà con cái nó rất là tốt ha. Anh chị nào quan tâm mã số 5 cứ alo trực tiếp bên trại em để em ghép xe đi các tỉnh anh chị. Đây. Rất là khá bò anh chị. Trái sữa là thè lè luôn ha. Đó. Mong đít thè lè luôn. Anh chị nào quan tâm mã số 5 cứ alo bên em. Rất là đẹp bò anh chị. Rất là sạch. Đó, anh chị thấy là không chỗ nào để chê được luôn anh chị. 21 triệu anh chị. 21 triệu cho mẹ con mã số số 5 anh chị. Đây, cái màn hình này chỉnh cho anh chị xem ha. Con mẹ đo lại lưng là chiều cao nó tầm khoảng 1m2 bò trở lên anh chị. 1m2 bò trở lên. Mã số 6 anh chị. Đây, con mẹ này mẹ Pháp anh chị, Pháp một con này Pháp đỏ gì, Pháp đỏ vậy. Con dính con ngã cái anh chị, cực kỳ bóng mượt luôn ha. Con bò này mẹ đang lên giống luôn anh chị ơi, trái sữa là chà bá lửa luôn. Anh chị xem cái dàn sữa nè. Con bò mẹ này tẻ tầm 1 lứa hoặc 3 lứa bắt đầu về anh chị, tới tầm đó nha anh chị. Đây. Đó, mẹ Pháp con ngã Pháp anh chị. Mẹ con này chiều cao nó con mẹ này chiều cao nó trầm khoảng là yếu 1m2 trên 1m1 anh chị. Là 1m1 lẻ anh chị, tại vì nó lẻ lẻ cái anh chị hỏi em không nhớ anh chị. Đây. Đó, mẹ con này giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị, cho mẹ con ngát cái. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Con mẹ là đủ thịt luôn anh chị ơi. Con mẹ giờ bán cũng tầm khoảng 11 triệu rưỡi anh chị. Con giờ cũng phân ra cũng trên 3 triệu anh chị. Đó, anh chị nào có gần xa mà có nhu cầu bắt á, mẹ con á thì cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em ha. Còn không được thì em thịt nó luôn. Đây. Giá tại chuồng của em là 14 triệu cho mẹ con ngát cái. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Nó bóng dữ lắm anh chị ơi. Ở ngoài là nó hơi đậm hơn ở trong hình anh chị. Tại em chỉnh cái chế độ cho nó sáng cho anh chị dễ xem á. Tại ban ngày anh chị quay ban đêm thì nó chuẩn hơn luôn anh chị ơi. Đó.
giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị, 14 triệu cho mẹ con gá cái. Bò này đang lên giống hiện tại ở chuồng em anh chị, ở chuồng của người ta lên giống rồi, về đây cũng rất là mạnh luôn anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con mã số 6 anh chị. Mẹ con mã số 6 giá 14 triệu. Mẹ một con 14 triệu cho mẹ con mã số 6 gá cái ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Con mẹ còn khá là mập anh chị ơi. Anh chị nhớ xem kênh cho em xin nút like với một lượt đăng ký anh chị. Một nút đăng ký một lượt like ha. Anh chị gần xa mình tiện theo dõi cái kênh của em anh chị. Có khi nhiều anh chị mà điện tới em bán rồi thì anh chị thông cảm giùm anh chị, tại vì em buôn bán. Một người nào mua bò của em hay là điện trực tiếp em, ai cũng là khách hàng của em anh chị. Có khi nhiều anh chị bắt không được thì anh chị giận em thì cũng anh chị thông cảm giùm em ha. Tại vì em buôn bán thì cô chú anh chị nào mà thương em á thì người ta chốt thì em cũng rất là mừng anh chị, không phải là mình đăng lên mà làm cái gì anh chị. Nói chung là quay một clip của em quay một clip từ 2-3 phút thôi anh chị, cho nên em quay bò rất là kỹ, không ai mà làm không hết trơn anh chị, rất là mệt. Cho nên là em đăng bay quay bò đây là em đăng em bán anh chị, chứ không phải là em đăng lên để mình câu like câu view, chứ không trả được gì, không có đồng bạc nào đâu chị. Đây em tiếp tục mã số 6 nha, giá tại chuồng của em là 14 triệu cho mẹ con mã số 6. Mẹ Pháp, con này là giống như là con gút đỏ vậy anh chị, gút sừng anh chị, dính con cái kem hết anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu mình đồng tiền ít muốn mua sinh sản á, đầu tư những bộ mà rẻ tiền như gì anh chị. Còn anh chị mà có tiền tầm khoảng 20 mấy triệu thì đầu tư bộ lớn hơn cho em. Đây giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con nhé cái. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt alo mẹ anh chị. Anh chị xem trái sữa nè. Đó anh chị thấy cái dịch nó còn dính trên cái con chim nó luôn anh chị. Đó. Đây, nó dính trên cái con chim nó luôn. Anh chị thấy nó thằng lèn luôn anh chị ơi. Tại vì mình buôn bán thì mình có sao mình nói vậy ha anh chị. Đây. Đó, rất là to ha anh chị. Giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con mã số 6 ha. Anh chị đồng tiền ít ít mà muốn theo dõi cái kênh của em á, mà đồng tiền rẻ rẻ vậy nè, anh chị muốn mua thì nhắc máy alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Bộ bò này cũng khá là sạch ha anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ ủng hộ giùm em ha. Giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con nhé cái. Anh chị kêu này là con quýt đỏ, quýt sừng cũng được mà con pháp đỏ cũng được, tùy theo anh chị kêu ha. Như đây là em kêu là con pháp đỏ nè anh chị, cho nó dễ kêu. Pháp sừng. Đó. 14 triệu cho mẹ con mã số 6 ha anh chị. Tiếp tục mẹ con mã số 7 anh chị. Đây. Mẹ bồ anh chị, mẹ bồ lê xin nè. Con bò này cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Con bò mẹ này đang lên giống nha. Bò này sẽ mặt sẽ đơn điều chính anh chị ơi. Con bò này em đeo giữa lưng anh chị, nó nhúc nhích quá, nó tầm khoảng mét 2 bò anh chị, em cho yếu mét 2 một tí anh chị. Bò này tàn lớn, con nghe được cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Nó bên đây nó bị xúc hình cái sừng anh chị, cái ngắn hay dài á, sừng cui anh chị. Đẻ con là cực kỳ kiếm luôn. Mã số 7. Mẹ con mã số 7 anh chị, mẹ xin label, cái sữa anh chị thấy cực kỳ anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 15 triệu 800 ngàn anh chị, 15 triệu 800 ngàn. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 7 cứ alo trực tiếp giùm em nha. Mẹ con mã số 7 anh chị, cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt alo giùm em. Giá tại chuồng của em là 15 triệu 8 anh chị cho mẹ con mã số 7. Mẹ xin label cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Đây cực kỳ mát sữa luôn anh chị. Đó. Họ xương sóc đứng thẳng gẳng, hình tàn thùng, rất là đẹp bò anh chị. Anh chị thấy trái sữa là anh chị con nè. Cái đực là lú tiền hết anh chị ơi. Cái đực bây giờ hiện tại mình tách ra nó tầm khoảng 7 triệu có hơn đó anh chị. Cái đực cực kỳ đẹp luôn, mát sữa ghê gớm luôn anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu alo mẹ anh chị. Anh chị thấy nó đang lên giống không? Nó dính cái dịch nó trên cái đuôi luôn anh chị. Chim còn thè lè luôn anh chị. Đây. Đó. Lưng vai đều hở anh chị. Thịt con mẹ cũng còn là khá là mập ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mẹ con mã số 7. Giá tại chuồng của em là 15 triệu 800 ngàn, 15 triệu 800 ngàn cho mẹ con mã số 7 anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận em đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Anh chị thấy không? Hết hồn to luôn ha anh chị. Em lại gần cái nó nhát anh chị. Bò này đang lên giống luôn anh chị ơi. Anh chị thấy đứng là ok luôn ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu 800 ngàn cho mẹ con mã số 7 nha. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 cứ alo trực tiếp giùm em. Trái sữa rất là tốt anh chị, con rất là ok nha. Bò này xé mặt xé lưng rồi đều chín hết anh chị ơi. Đây anh chị xem cái lần lưng con đó nè anh chị, cực kỳ luôn anh chị, cực kỳ mát sữa luôn ha. Bú ok ha. Mẹ xin label chính con được kèm anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp bên trại em ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu 800 ngàn cho mẹ con mã số 7. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo bên em ha. Đây rất là đẹp bò anh chị, xương sóc đứng thẳng gẳng, con này cực kỳ mát sữa luôn. Con mẹ tàn rất là lớn anh chị. Đó, anh chị thấy nó ngóng nè.
ngắm cái cổ lên chà bá lửa luôn đó. Em đứng xa để cho anh chị xem ha, con còn rất là sạch ha, con mẹ nó rúng kiếm lòng thòng luôn anh chị. Thấy sữa thì thấy hết hồng cho sữa không anh chị, sữa rất là to ha. Để em đi dòng hết mình đây, nó đang bú luôn anh chị. 15.800.000 cho mẹ con mã số 7 anh chị, rúng kiếm là lòng thòng nghe rúng chuông ha anh chị, rất là mát sữa. Anh chị nào quan tâm mã số 7 cứ alo trực tiếp cho em đây, rất là to ha anh chị. Chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp bên em ha. Con nghe được là cực kỳ to luôn anh chị ơi. Đó, anh chị thấy không? Cực kỳ bự luôn.